Xin chào mừng toàn thể quý vị đã trở lại với kênh Gỗ Minh Châu của chúng tôi. Thì video này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị rất nhiều những bức tranh cỡ lớn có rất là nhiều mẫu khác nhau. Giải từ đầu ngoài kia vào thì sau đây chúng tôi sẽ đi đo và sẽ giới thiệu chi tiết với quý vị từng từng cái loại một, từng tấm một. Đây chúng tôi có rất là nhiều, thì phải nói đầu tiên đến bức phu thê viên mãn của tôi đục rất là cầu kỳ, rất là đẹp, độ kênh mong đẳng cấp. Với kích thước thì chúng tôi sẽ đo cho quý vị xem đây, ngang là 1m97. Và cao là 97. Với chất liệu của tấm này là gỗ hương đá của Nam Phi. Độ đục sâu, đục sâu của chúng tôi là 3,5. Đục sâu là 3,5. Gỗ là dày 5 phân. Gỗ hương đá. Cái nền ván thì nó hơi bị bụi nên không nhìn thấy vân đâu. Vân nó rất là đẹp. Vân của nó rất là đẹp. Và độ đục thì đục rất là kỹ, quý vị thấy chúng tôi quay gần sát quý vị xem, cái đường nét chạm trổ rất là sắc nét, đúng không? Đây tôi vẫn đang để mộc, nó hơi bụi bặm tí, những cánh hoa hồng mỏng tang, rất là mỏng, kình bồng sắc nét, kình bồng sắc nét luôn. Đấy. Tình bồng sắc nét luôn. Những chú chim này sắc cực kỳ luôn. Những cái mỏ sờ vào đứt tay chảy máu luôn, quý vị thấy không ạ? Rất mềm mại, sắc nét và đẹp. 1m97 x 97. Bức này thì chúng tôi bán với giá nó vào 22 triệu. Gỗ là hương đá của Nam Phi, hoàn thiện bao vận chuyển luôn là 22 triệu. Thế còn bức bên cạnh là bức cửu ngư quản hội. Bức này thì chắc là 2m17, 1m07. Đúng rồi, 2m17. Thường thì 2m17 thì chúng tôi làm cao 1m17. À, 1m07. 1m07. Ngang 2m17, cao 1m07. Dày là 5 phân, đục siêu kênh bằng mối móc. Gỗ này là hương đỏ của Nam Phi. Thì bức này tuy là to hơn bức kia nhưng mà ở cái độ sắc nét thì chúng tôi đục nó không sắc nét bằng, thì cái giá của nó mềm hơn và gỗ cũng rẻ hơn. Thì bước này chúng tôi bán nó chỉ vào 20 triệu thôi, quý vị ạ. 27 107, để 5 phân, đục cũng rất là kỹ, đục cũng rất là kỹ, rất là đẹp, đúng không ạ? Mình thấy độ đục sắc nét không? Rất là cầu kỳ. Wow. Đến bước tiếp theo của chúng tôi thì là bước mã đáo thành công. Cái này cũng là hương đỏ của Nam Phi nhưng mà
chúng tôi để ngoài mưa ngoài nắng nhiều quá này nó đen, đục xong rồi để ngoài nắng rất là nhiều, và gỗ nó cũng là cái chất nó già hơn, bức đấy với cái bức này gỗ nó già hơn, màu nó đen. Cái này mà chúng tôi tắm trắng đi thì nó lại dễ trắng và lên màu lại rất là đẹp. Gỗ chúng tôi đều để rất là khô, để rất lâu rồi, để hoàn thiện lên rất đẹp quý vị. Còn những cái hàng mà làm mộc xong một phát là cho đi hoàn thiện luôn là bao giờ nó cũng bị màu nó không thể đẹp được, vân nó không thể đẹp được. Kinh nghiệm của chúng tôi phải làm trước từ đầu năm. Cái này có khi chúng tôi làm từ năm ngoái không phải đầu năm quý vị. Gỗ để rất là khô. Và sau đây thì chúng tôi khách nào mà kết bước nào thì chúng tôi sẽ hoàn thiện bước đấy thì nó lên màu nó rất là đẹp, vân nổi cuồn cuộn luôn đấy. Và tiếp theo thì nó là cái bức mã đáo thành công. Tuy kích thước phủ bì của nó là nhỏ hơn cái bức bức kiểu ngư kia, nhưng mà cái lòng thì quý vị có thể thấy cái lòng tranh của nó rộng hơn rất là nhiều. Đây chúng tôi sẽ đo quý vị thực tế luôn, kiểm tra thực tế luôn đây, xem có chỗ nào nó vướng con ngựa không cắm thước vào được. Còn thông thủy là 76 quý vị ạ. Thì cái hèm chúng tôi ngậm vào mỗi bên phân rưỡi là nó vào 79 gần 80, ván 79 80. Cái này thì nó chỉ còn có 68 thôi, nhỏ hơn 12 phân, lòng ván này nhỏ hơn 12 phân. Đấy, quý vị thấy không? Mức này đục siêu kênh mông mỏi móc luôn, siêu kênh mông mỏi móc này. Tầng trên tầng dưới, quý vị thấy không? Siêu kênh mông mỏi móc. Để kích thước của bức này. Kích thước là 1m87. 1m87. Và cao là 97. 1m87 và cao 97. Lòng ván rộng. Lòng ván gọi cứ thông thủy là 76 cho nó dễ, còn chui bao nhiêu không cần biết đúng không ạ? Bởi vì khi mà mình đọc nó là 79 chẳng hạn thì quý vị đo về nó còn 76 thôi thì lúc đấy là dễ cãi nhau. Nên là tôi đọc luôn là lòng ván là 76. Ở kia lòng ván chỉ có 68 thôi. Và bức nhỏ cái nữa thì lòng ván lại nhỏ hơn. Bức này lòng ván nó rất là to và đẹp. Càng ngắm càng thấy đẹp đúng không ạ? Và chúng tôi đục cái cây tùng nó rất là mau mắn, rất là tuyệt vời. Mã đáo thành công đúng không ạ? Mã đáo thành công. Những con ngựa thì rất là nét và cơ bắp của nó thì nổi cuồn cuộn. Bức này thì chúng tôi giá tham khảo nó cũng rơi vào 20 bằng cái bức kiểu ngư kia. Còn cái bức chim công thì nó đắt hơn một chút. Tiếp theo cái bức bên cạnh thì nó cũng giống cái bức này, giống bức bên cạnh này là 20 triệu đúng không ạ? Đẹp tuyệt vời luôn. Chụp lại cái ảnh. Đó, chụp lại cái ảnh này cho nó đẹp. Chụp lại cái ảnh của cái này. Thì quý vị có thể kết bạn với chúng tôi qua số Zalo là 0975940966. Chúng tôi sẽ truyền tải thêm cho nhiều hình ảnh cho quý vị xem. Rất là đẹp tuyệt vời đúng không ạ? Cái bức này thì cảnh hơi khác một chút, nhưng kích thước thì cũng thế quý vị nhé. 1m87 và cao 97, lòng ván là 76, thông thủy, chưa tính chui vào hẹp. Thông thủy là 76. Trong này người ta đang xây dựng, thành ra là
xe công nông nó chạy hơi ồn chút. Hướng khác nhau quý vị ạ, cái kia là hướng sang phải, cái này là hướng đi từ phải sang trái, cái kia từ trái sang phải. Mã đáo thành công, hai bức quay đầu sang trái này thì khác cái hai bức quay đầu sang phải, đúng không? Chỉ thêm là thêm cái cây tùng này thôi, thì cái này nó rẻ đi 1 triệu quý vị nhá, cái này nó đơn giản hơn, rẻ đi 1 triệu so với cây mau mắn kia. Đây kia là 20 triệu thì cái này có 19 triệu thôi. Ván là rộng 80, thông thủy còn 76. Nhiều những cái bức tranh của nhiều cơ sở khác hoặc là của chúng tôi nhiều khi làm ván 80 nhưng mà nó ra kích thước rất là lớn, nó ra là nó làm hai khung như kia thì nó ra là 2,5 m cao 1,27 m, bức tranh cực kỳ to luôn, giá nó khoảng trên 40 triệu, nhưng mà đây chúng tôi làm mỏng đi và nhỏ đi cho giá nó rẻ đi rồi quý vị chơi cho nó đã, đúng không ạ? Bức này 19 triệu thì quá rẻ so với quy định quý vị ạ. Với những tấm ván 80 này mà làm hai khung lên mình nhìn lên một bức tranh rất to và nặng. Cái này chúng tôi đều dày 5 phân hết quý vị nhé, trục sâu 4 phân, trục sâu 4 phân gỗ dày 5 phân. Giá nó rẻ đi một nửa, hơn nửa so với cái loại dày 7 phân và dài 2,5 m, 2,3 m. Này tôi có 1,87 m thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Và cái lòng ván nó rộng. Thế còn tiếp theo đây cũng là một bức kiểu ngư. Cũng là bức kiểu ngư giống như bức kia, 2,17 m nhân 1,07 m. Thì giá nó cũng là 20 triệu. Còn bức này là bức chim công này thì nó đẳng cấp hơn cái bức chim công kia. Quý vị có thể cái bạn Zalo chúng tôi gửi ảnh cho. Đây cái này dày 7,5 phân quý vị này. Quý vị thấy không ạ? Dày 7,5 phân. Gỗ hương đá dày 7,5 phân, bức kia là dày 5 thôi. Và quý vị thấy chúng tôi đục sâu 6 phân. 5,5 phân quý vị, có chỗ 6 phân chủ yếu là 5,5 phân. Được. Siêu kênh mông đẳng cấp. Được chưa? Bức này thì siêu kênh mông đẳng cấp, càng nhìn càng thấy hút hồn. Đẹp tuyệt vời luôn. Bức này thì nó trên 30 triệu. Trên 30 triệu quý vị nhá. Bức này thì càng ngắm càng thấy đẹp. Không thể chê vào đâu được. Còn bức đồng quê cao 97, ngang 2,17 m. Đó, cái số nó rất là đặc biệt. Ngang 2,17 m. Và cao là 97. Gỗ hương đá. Gỗ màu trắng này là gỗ hương đá rồi nhá. Màu đỏ kia nó gọi là hương đỏ. Màu trắng nó gọi là hương đá. Cái này nó là hương đỏ. À, hương đá. Và bức đồng quê này cũng giá 22 triệu thôi. Dày là 6 phân. Dày 6 phân và đục sâu đây đục sâu 4,5. Đục sâu 4,5 có chỗ 5. Đo ở đây thì gần như thấy còn 4,5 hơn 4,5 một tí. Rồi khung là 6 rồi, 6 cũng hơi non một tí. Khung 5,5, khung 5,5, ván 6 khung 5,5. Và xin mời quý vị chiêm ngưỡng một lần nữa một cái series tranh của chúng tôi. Là trong xưởng thì còn rất là nhiều nhưng mà cái chỗ để hơi hẹp, mình mà bày ra thì nó cũng không được đẹp, không nhìn thấy rõ, đúng không? Thì quý vị thích bức nào thì liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại đây, là trên biển đây.
0975 940 966. Địa chỉ ở Đại Nghiệp Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi và hẹn gặp lại ở những clip độc đáo tiếp theo.